Thơ đã vượt 10.100 ca nhiễm, An Giang lập đỉnh F0 mới trong ngày. Ngày 8 tháng 11, đúng 4 tháng kể từ ngày xuất hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên, thành phố Cần Thơ đã vượt 10.100 F0. An Giang cũng lập đỉnh F0 mới trong ngày với 560 ca. Ngày 8 tháng 11, thành phố Cần Thơ ghi nhận 400 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 231 ca trong khu cách ly và cách ly tại nhà, 112 ca trong khu phong tỏa, 67 ca qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế và cộng đồng. Cạnh đó, trong ngày có thêm 97 ca được điều trị khỏi và 1 ca tử vong. Tính từ ngày 8 tháng 7 đến nay, đúng 4 tháng, Cần Thơ đã có 10.119 ca nhiễm, trong đó đã điều trị khỏi 6.594 ca, 116 ca tử vong. Tỷ lệ tử vong trên tổng ca nhiễm là gần 1,15%. Trong ngày, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 149 trường hợp nghi nhiễm, gồm 111 người qua xét nghiệm sàng lọc diện rộng tại thành phố Vĩnh Long, 24 người qua khám và sàng lọc tại cơ sở y tế và 14 người là F1 được cách ly trước đó. Từ ngày 9 tháng 7 đến nay, Vĩnh Long ghi nhận 3.211 ca nhiễm, trong đó điều trị khỏi 2.597 trường hợp. Tỉnh Đồng Tháp hôm nay ghi nhận 351 ca mắc mới, tăng 62 ca so với hôm qua, gồm 20 ca về từ vùng dịch, 49 ca trong các cơ sở cách ly y tế, 202 ca trong khu phong tỏa, 80 ca trong cộng đồng. Tổng số ca mắc cộng dồn tại Đồng Tháp đến nay là 11.196 ca, đã điều trị khỏi 9.336 ca. Hiện tỉnh này vẫn được đánh giá thuộc nhóm nguy cơ trung bình, cấp 2, có 11 huyện, thành phố thuộc nhóm nguy cơ trung bình, cấp 2, huyện Châu Thành thuộc nguy cơ cao, cấp 3 và có 5 xã, phường, thị trấn thuộc cấp 4. Riêng huyện Lai Chung, tình hình dịch trên địa bàn trong những ngày gần đây diễn biến phức tạp trở lại. Theo Ủy ban nhân dân huyện, các trường hợp nhiễm đa phần tập trung tại các cơ sở mua bán ăn, uống, chợ, nơi tập trung đông người. Ủy ban nhân dân huyện Lai Chung đã yêu cầu tạm dừng phục vụ khách hàng tại chỗ đối với các cơ sở mua bán ăn, uống trên địa bàn huyện, chỉ cho phép bán mang về và phải đảm bảo các quy định về phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 10 tháng 11. Trong ngày, tỉnh Tiền Giang ghi nhận 392 ca mắc COVID-19, tăng 169 ca so với ngày hôm qua, trong đó có 55 ca trong cộng đồng, số ca còn lại trong khu cách ly, phong tỏa. Trong 55 ca ghi nhận trong cộng đồng có 31 ca tự đi khám và test nhanh phát hiện dương tính, 22 ca phát hiện sàng lọc cộng đồng và 2 ca về từ vùng dịch. Tính đến nay, toàn tỉnh Tiền Giang có tổng số 18.496 ca mắc COVID-19. Trong số này có 15.260 ca đã được điều trị khỏi, 416 ca tử vong. Đến nay, toàn tỉnh đã tiêm trên 1,68 triệu liều vaccine. Trong sáng 8 tháng 11, học sinh khối lớp 9 và 12 trên địa bàn huyện Tân Phú Đông của tỉnh này đã chính thức trở lại trường học trực tiếp. Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh Tiền Giang chính thức cho học sinh trở lại trường học. Trước khi trở lại trường, các thầy cô đã được xét nghiệm và kết quả âm tính với COVID-19. Cùng ngày, tỉnh Trà Vinh đã ghi nhận 77 ca mắc mới, gồm 48 ca trong cộng đồng, 17 ca là người ngoài tỉnh về, 6 ca phát hiện trong khu phong tỏa, 4 ca phát hiện tại cơ sở y tế và 2 ca phát hiện trong khu cách ly. Trong số những ca mắc mới có 6 ca đã tiêm 2 mũi vaccine và 4 ca tiêm 1 mũi. Đến nay, Trà Vinh đã ghi nhận 3.471 ca mắc COVID-19, đã điều trị khỏi 2.149 trường hợp. Hôm nay, tỉnh Bến Tre ghi nhận 43 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 32 ca trong cộng đồng, 11 ca trong khu cách ly. Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 2.852 ca, trong đó có 2.153 ca ra viện, 53 ca tử vong. Tính đến nay, tỉnh có trên 1,2 triệu người đã tiêm vaccine, đạt 87,04% dân số từ 18 tuổi trở lên, trong đó có 41,57% đã số tiêm đủ 2 mũi. Tính từ tối 7 tháng 11 đến sáng 8 tháng 11, tỉnh Hậu Giang ghi nhận 34 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 13 ca mắc cộng đồng, 15 trường hợp là F1. Thống kê từ đầu đợt dịch đến nay, Hậu Giang đã phát hiện 1.838 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi 1.105 ca, hiện đang cách ly điều trị 735 ca. Trong chiến dịch tiêm chủng vaccine Pfizer phòng COVID-19 cho trẻ em từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, thống kê đến ngày 7 tháng 11, tỉnh này đã tiêm được 69.354 trên 70.423 liều, đạt 98,48%. Trong ngày, tỉnh Sóc Trăng ghi nhận 296 ca mắc COVID-19 mới. Tính đến đây, tỉnh này đã có 7.575 ca nhiễm, trong đó địa phương có số ca mắc nhiều nhất là huyện Trần Đề với 2.360, kế đó là thị xã Vĩnh Châu 1.146. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh này cũng đã ban hành quyết định nâng cấp độ dịch ở thành phố Sóc Trăng lên mức nguy cơ cao, cấp độ 3 kể từ ngày 10 tháng 11. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh cũng chỉ đạo Trung tâm Chỉ huy phòng chống COVID-19 tỉnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc giảm thời gian cách ly và thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19. Ngày 8 tháng 11, số ca mắc mới ở An Giang tiếp tục lập đỉnh với 560 ca, trong đó huyện Tịnh Biên ghi nhận nhiều nhất với 201 ca, thành phố Long Xuyên 76 ca, Châu Đốc 75 ca. Tổng số ca nhiễm ghi nhận trên địa bàn tỉnh đến nay là 14.625 người. Kể từ hôm nay, An Giang cũng đã nâng cấp độ dịch trên toàn tỉnh lên thành cấp độ 3, nguy cơ cao tương ứng với màu cam. Ở cấp độ này, vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh tạm dừng hoạt động. Lưu thông, vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh được hoạt động nhưng phải đảm bảo các yêu cầu một mũi vaccine, các biện pháp phòng chống
người dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục được yêu cầu không ra đường trong khung giờ từ 20 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Các cơ sở dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán mang đi và phải đảm bảo các công tác phòng chống dịch. Người Bạc Liêu hạ cấp độ dịch, Hậu Giang chấn chỉnh biểu hiện lơ là phòng chống dịch của cán bộ. Từ 0 giờ ngày 9 tháng 11, Bạc Liêu áp dụng hạ cấp độ dịch từ cấp độ 4 nguy cơ rất cao vùng đỏ xuống cấp độ 3 nguy cơ cao vùng cam. Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang có công văn về việc nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Tới 8 tháng 11, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang có công văn gửi các giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành và đoàn thể tỉnh, các hội có tính chất đặc thù tỉnh, chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố về việc nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức CBCCPC và người lao động NLD không chủ quan, lơ là trước tình hình diễn biến của dịch bệnh, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt thực hiện nghiêm quy định 5K, bởi ngay cả khi đã tiêm đủ liều vaccine vẫn có khả năng mắc bệnh và lây nhiễm cho người khác. Thực hiện nghiêm việc đi làm từ nhà đến cơ quan và ngược lại, một cung đường hai điểm đến, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và xa cơ quan. Hạn chế việc đi về hàng ngày, không tụ tập đông người ngoài cơ quan, công sở, hạn chế thấp nhất việc tham dự đám tiệc, liên quan, sinh nhật, đám giỗ, đám tang, đám cưới, thực hiện khai báo y tế bằng mã QR code khi đến cơ quan công sở. Giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, ủy ban mặt trận tổ quốc và đoàn thể tỉnh, hội có tính chất đặc thù, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tuyệt đối không lơ là, chủ quan, nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, chủ động, sáng tạo, cảnh giác cao trong phòng chống dịch COVID-19, chịu trách nhiệm hoàn toàn trước chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khi để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý làm lây lan dịch COVID-19. Sở Nội vụ tăng cường tổ chức kiểm tra các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trong cơ quan, công sở, kịp thời tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh xử lý những cá nhân, tổ chức không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch và làm lây lan dịch COVID-19. Cùng ngày, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang thống nhất phê duyệt kế hoạch của Sở Y tế về tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, các tổ chức hội, đoàn thể và các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Kế hoạch thực hiện RT-PCR mẫu gộp tối đa 10 người, mẫu đối với 100% CCPC, người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. Dự kiến tổng số mẫu xét nghiệm cần lấy là 2.642 mẫu, tương đương 265 mẫu gộp. Thời gian thực hiện ngày 8 đến 9 tháng 11 năm 2021. Ca mắc COVID-19 giảm, Bạc Liêu hạ cấp độ dịch. Ngày 8 tháng 11, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiệu ký quyết định về việc cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 để áp dụng các biện pháp hành chính thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu hạ cấp độ 4 nguy cơ rất cao vùng đỏ xuống cấp độ 3, cấp nguy cơ cao vùng cam. Thời gian áp dụng từ 0 giờ ngày 9 tháng 11. Đối với cấp huyện, áp dụng cấp độ 4, nguy cơ rất cao vùng đỏ, 2/7 đơn vị gồm thành phố Bạc Liêu và thị xã Giá Trai. Áp dụng cấp độ 3, nguy cơ cao đối với huyện Đông Hải. Áp dụng cấp độ 2, nguy cơ trung bình, vùng vàng, 4/7 đơn vị gồm huyện Hòa Bình, huyện Hồng Dân, huyện Vĩnh Lợi, huyện Phước Long. Đối với cấp xã, áp dụng cấp độ 4, nguy cơ rất cao vùng đỏ đối với 8/64 đơn vị gồm phường 1, phường 5, xã Dịch Trạch Đông thuộc thành phố Bạc Liêu, phường Láng Tròn, xã Phong Tân, xã Phong Thành Đông, xã Tân Phong thuộc thị xã Giá Trai và thị trấn Gành Hào thuộc huyện Đông Hải. 20 bác sĩ điều dưỡng từ quân khu 9 hỗ trợ Bạc Liêu chống dịch. Chiều 8 tháng 11, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ đón nhận và ra quân của lực lượng tăng cường thuộc cục hậu cần quân khu 9 đến hỗ trợ tỉnh. Theo đó, đoàn cán bộ cục hậu cần quân khu 9 đến hỗ trợ tỉnh phòng chống dịch COVID-19 lần này có 20 lực lượng, trong đó có 10 bác sĩ và 10 điều dưỡng. Theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, sau khi đón nhận lực lượng, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu phối hợp phân bổ lực lượng tăng cường để hỗ trợ các địa phương phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả. Dạ vâng, cảm ơn bà con vừa xem xong video ngắn chia sẻ về tình hình dịch bệnh COVID trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng như trên địa bàn cả nước. Và bà con mình chia sẻ video cũng như đăng ký kênh để tiếp tục được cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình COVID-19 diễn ra trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng như là trên địa bàn cả nước. Thì có những thông tin nào mới thì mình đang Hậu Giang cố gắng cập nhật nhanh nhất và sớm nhất để cho bà con mình sớm nắm bắt được những thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Thì mình đang Hậu Giang cũng cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã theo dõi cái video. Thì nhờ bà con mình chia sẻ cho nhiều người được biết cũng như là đăng ký kênh
để ủng hộ và được cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh Miền Tây Hậu Giang. Vâng, Miền Tây xin chào, hẹn gặp lại.